Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu nhà văn Mai Thảo với vài cảm nghĩ của ông. Xin kính mời nhà văn Mai Thảo. Thưa tôi là Mai Thảo, tới đây từ Nam California. Xin có lời kính chào quý vị và các anh các chị ở Houston, ở Texas, mà tôi biết là đang có một cao trào trình diễn và ca hát đứng đầu tất cả các cộng đồng của Việt Nam ở trên toàn thể Hoa Kỳ. Về nội dung của buổi trình diễn tối nay, tôi chỉ xin được nói vắn tắt rất ngắn một vài lời mà thôi. Là trong 20 năm văn học nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam, tôi có được rất nhiều bằng hữu ở trong giới trình diễn và âm nhạc. Nhưng có hai người bạn thân nhất thì là nam ca sĩ Anh Ngọc và nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương từ trần cuối năm năm ngoái đã vĩnh biệt chúng ta, chẳng bao giờ còn trở lại với đồng bào ở Houston được nữa. Và bây giờ tôi đi theo người bạn thân thứ hai của tôi là nam ca sĩ Anh Ngọc về đây. Tôi thấy giống như Anh Ngọc đã đi tiếp cái con đường mà Hoài Bắc đã đứng lại và khiến tôi nghĩ đến một định nghĩa về nghệ thuật rất hay, rất đơn giản của thiên tài vị cầm số một thế giới là Yehuda Menuhin. Định nghĩa đó như sau: nghệ thuật là một con đường dài thẳm, ở trên đó là những dấu chân của những người nghệ sĩ của tất cả mọi thời nối tiếp nhau đi tới và không ngừng đi tới bao giờ. Đó là từ Hoài Bắc đã mất và tới Anh Ngọc, và băng tiếng nhạc tâm tình lát nữa sẽ ra mắt quý vị. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là tôi rất yêu mến Houston, lòng hiếu khách, lòng quý trọng văn nghệ sĩ nổi tiếng của Houston. Tôi rất mong được mỗi năm trở lại đây ít nhất cũng một vài lần. Và bây giờ thì cuối năm rồi, sắp đến Tết Nguyên Đán, xin chúc toàn thể Houston một năm Nhâm Thân rất tốt đẹp và bằng năm bằng 10 năm ngoái. Xin hết. Thank you.
Oh.